quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Loan. Xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước đài Loan. Hoan nghênh đón nghe. các bạn thân mến, Hải lia xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai đầu tuần. Thưa các bạn, Đài Loan được mệnh danh là Vương quốc xe đạp với hệ thống tuyến đường dành riêng cho xe đạp rất hoàn thiện. Trong đó có những tuyến đường được lọt vào top những cung đường xe đạp đẹp nhất và có tính thử thách nhất thế giới. Và để nối tiếp cho đề tài vào tuần trước, trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn cùng tiếp tục đi khám phá những cung đường xe đạp kinh điển của Đài Loan nhé. Vậy chúng ta hãy cùng nhau lên đường nào. Let's go! Các bạn thân mến, thì trong chuyên mục vào tuần trước, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn một số tuyến đường xe đạp kinh điển của Đài Loan, bao gồm tuyến đường xe đạp vòng quanh đảo số 1, Tuyến đường chinh phục đỉnh cao Vũ Lĩnh ở độ cao hơn 3.000m so với mực nước biển và cung đường xe đạp vòng quanh Hồ Nhật Nguyệt. Vậy tiếp theo trong chương trình hôm nay, hãy ly xin mời các bạn tiếp tục đi khám phá những tuyến đường xe đạp bí mật và có chiều sâu để tìm hiểu về những cung đường xe đạp không chỉ giúp chúng ta tận hưởng một chuyến du lịch trong lành mà sẽ đưa chúng ta đi khám phá sâu hơn về địa lý, văn hóa và lịch sử của nhiều vùng đất Đài Loan nhé thì nếu muốn trải nghiệm chuyến du lịch có chiều sâu, hãy bắt đầu từ việc tìm hiểu thủ đô của Đài Loan. Đó là câu nói của ông Lâm Huệ Trung, người sáng lập Hiệp hội xe đạp Lohas Đài Loan. Bản thân ông đã tự khám phá ra 113 tuyến đường xe đạp bí mật. Tuyến đầu tiên mà ông muốn giới thiệu, đó là tuyến đường xe đạp dọc theo tả ngạn và hữu ngạn của con sông Cơ Long ở Đài Bắc. Ở tuyến xe đạp dọc bờ trái con sông Cơ Long có thể chiêm ngưỡng đài phun nước hy vọng, với chiều cao bằng khoảng 25 tầng lầu. Còn tuyến xe đạp ở bờ phải có thể tham quan công viên văn hóa Trinh Cúa Chi Hải Ốn Hòa Yến Truy với sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên với nghệ thuật công cộng và thiết kế kiến trúc là tuyến đường giúp du khách tạm rời xa tiếng ồn và khói bụi của chốn đô thị. Du khách cũng có thể khởi hành từ khu vực đại đạo trình Tà Tào Trấn. Trước tiên, đạp một vòng dạo quanh khu phố mua sắm địch hóa, tí hỏa sang Chuyên có sự dung hòa giữa tân và cổ. Ở mọi ngóc ngách của khu vực này, chúng ta đều có thể bắt gặp những điều bất ngờ, nhất là vô số những cửa tiệm lâu đời tại đây mà mỗi cửa tiệm đều là một câu chuyện đầy lý thú. Thưa các bạn thì vào hơn 100 năm trước, Đại Đạo Trình là khu thương mại quan trọng nhất của thành phố Đài Bắc, bến cảng tấp nập, các hãng buôn làm ăn với thương nhân ngoại quốc mọc lên san sát. Trên con phố địch hóa, buôn bán sầm uất các cửa hàng mọc lên như nấm, nào là các tiệm bán gạo, tiệm tạp hóa bán đủ các loại hàng khô từ Nam chí Bắc. Và đương nhiên không thể không nhắc tới các tiệm thuốc bắc và tiệm vải, chính là minh chứng cho sự huy hoàng một thời của Đại Đạo Trình. Thì đối với những người không thích quá ồn ào, đạp xe len lỏi trong những con hẻm ở khu vực Đại Đạo Trình là một sự chọn lựa rất lý tưởng. Đại Đạo Trình ngày nay với nét đặc trưng pha trộn giữa cái mới và cái cũ, giữa hòa nhập và cởi mở, trong những căn nhà lầu theo phong cách kiến trúc baroque xuất hiện những cửa tiệm thời thượng. Bên cạnh đó, vẫn tồn tại những cửa tiệm lâu đời và những quán cà phê mang đậm phong cách văn hóa nghệ thuật. Vì vậy, nó có một sức hút đặc biệt khiến du khách muốn đắm chìm vào bầu không khí tân cổ giao duyên của khu vực này. Ngoài ra thì Đại Đạo Trình còn là nơi mà các tín đồ của xe đạp Yubai tìm kiếm những sự gửi gắm về tâm linh qua những công trình đền chùa nổi tiếng ở đây. Trước tiên chắc chắn phải nhắc đến ngôi đền Thành Hoàng Hà Hải Đài Bắc, Thái Bảy Xá Hải Trấn Khoáng Mẹo, nằm kế bên cửa tiệm thuốc Bắc Can Nguyên rất nổi tiếng, ở số 71 đường Địch Hóa, chính là điểm đến quan trọng của nhiều nam thanh nữ tú. Vì mặc dù vị thần được thờ phụng chính ở ngôi đền này là thần Thành Hoàng, nhưng vị thần được sùng bái nhất ở đây lại là vị thần Nguyệt Lão đã giúp xe duyên cho rất nhiều cặp đôi. Và trên tuyến đường xe đạp dọc bờ sông xuất phát từ bến tàu Đại Đạo Trình đi về hướng Đạm Thủy, còn có một ngôi đền nữa rất thu hút sự hiếu kỳ của những tín đồ yêu bay ngoại quốc. Đó chính là ngôi đền từ Huệ Cung Đại Đạo Trình Ta Tao Trấn Xứ Huệ Cung, còn được gọi là đền Ma Tổ Đại Đạo Thành, tức đền thờ Bà Thiên Hậu, tọa lạc tại đường Bảo An, quận Đại Đồng, thành phố Đài Bắc, được xây dựng bởi cộng đồng người dân gốc Đồng An thuộc Phủ Tuyền Châu, Trung Quốc vào năm 1864 sau cuộc tranh giành địa bàn làm ăn buôn bán ở khu vực Mãnh Giáp, này là khu vạn hoa thành phố Đài Bắc giữa các nhóm cộng đồng người Hán di cư từ Trung Quốc sang. Đặc biệt ở khu vực xung quanh những ngôi đền tại Đại Đạo Trình sẽ bắt gặp quang cảnh rất đông những người ngồi ăn uống trước sân đền vô cùng náo nhiệt. Mọi người vừa nhâm nhi uống rượu, trò chuyện vui vẻ, vừa nhấm nháp những món ăn truyền thống. Tại đây cũng có thể thong dong tản bộ, hòa cùng với cảm giác gần gũi của các cửa tiệm, Tất cả đều gợi nên sự cảm nhận và hồi tưởng một cách rõ nét nhất bầu không khí và hình ảnh cuộc sống của người Đài Bắc thời xưa ở nơi này. Tiếp theo có thể đạp xe chạy dọc tuyến đường công viên ven sông từ bến tàu Đại Đạo Trình chạy về phía bến tàu Quan Độ, Quan Tụ. Bến tàu ngư dân ở Đạm Thủy tàn suối uy lớn mà thấu. Hoặc đi phà tới bờ trái ở Bát Lý, Ba Lý, Rủa Ản để tận hưởng một chuyến dạo chơi ven sông đầy lý thú. Còn nếu đôi chân của bạn còn đủ sức để đạp, ông Lâm Huệ Trung giới thiệu hành trình thử thách với tuyến đường xe đạp leo núi lên trạm hỗ trợ điều hướng hàng không có độ cao cao nhất trên núi Đại Đồn Tả Thuấn ở thành phố Đài Bắc, cao 076 m Chúng ta có thể xuất phát từ ga tàu điện quan độ. Dọc đường đi có thể khám phá địa chất núi lửa, cũng có thể phóng tầm mắt ngắm đồng bằng quan độ từ xa. Tiếp theo đạp từ xa lộ Balaka tới bờ biển phía Bắc, rồi đi tiếp đến bến tàu ngư dân ở Đạm Thủy với tổng chiều dài quãng đường là 70 km, là chuyến thưởng ngoạn phong cảnh phía Bắc Đài Loan rất mãn nhãn. Tuyến đường xe đạp kinh điển tiếp theo mà Hải Ly muốn được giới thiệu với các bạn đó là tuyến dạo chơi thùng lũng Hoa Đông. Thưa các bạn thì Hoa Liên và Đài Đông được cho là thánh địa của du lịch sống chậm, rất được du khách trong và ngoài nước ưa chuộng, được bao quanh bởi dãy núi Trung ương và dãy núi ven biển, thích hợp nhất để đạp xe với tốc độ 20 km h thong dong dạo chơi trên những con đường nhỏ trong thung lũng để cảm nhận lối sống giản dị mộc mạc của vùng quê. Trong đó tuyến đường xe đạp Ngọc Phú, Ủy Phủ ở Hoa Liên đi xuyên qua hai mảng kiến tạo lớn của Á Âu và Philippines là thắng cảnh du lịch quan trọng của thung lũng Hoa Đông. Đạp xe đạp tham quan thung lũng Hoa Đông đừng nên bỏ lỡ món cơm hộp nấu từ những hạt gạo ngon được nuôi dưỡng bởi mảnh đất non xanh nước biếc này, cũng như các món đậu hũ ki, đậu phụ cuộn, được chế biến theo phương pháp cổ truyền bằng bếp củi. Những năm gần đây du lịch bộ lạc trở nên thịnh hành, cho nên dân xe đạp cũng có thể khám phá các bản làng của người dân tộc nguyên trú, nhân tiện thưởng thức những món ngon của các bộ lạc. Và một điểm đặc biệt nữa đó là các tuyến xe đạp kinh điển của Đài Loan không chỉ dành cho những người thích thong thả và ưa sống chậm, mà cũng có những tuyến đường xe đạp dành cho người thích cảm giác mạnh và muốn thử thách bản thân. Thì với những ai muốn rong ruổi trên tuyến đường xe đạp đầy phân khích, có thể đến trải nghiệm tại sân luyện tập xe đạp địa hình Pump Track Pang Chang vừa mới được hoàn thiện. Sân chơi Pump Track là điểm luyện tập địa hình lớn nhất Đài Loan, tọa lạc tại công viên bờ sông Cầu Vồng ở khu nội hồ Này Hú Sải Húng, Hứa Pin Cung Nguyễn, tại thành phố Đài Bắc. Với đường đua nhấp nhô có chiều dài 1 km đạt tiêu chuẩn quốc tế, được rất nhiều tay đua xe đạp yêu thích. Thưa các bạn, sau khi toàn cầu trải qua đại dịch Covid-19, con người bắt đầu phản tỉnh lại lối sống trong quá khứ và phương thức du lịch. Nhiều người lựa chọn cách hòa mình vào thiên nhiên, khám phá sự cuốn hút của địa phương thông qua hình thức sống chậm thì xe đạp chính là phương tiện lý tưởng nhất. Khách du lịch có thể đạp xe đạp để hòa mình vào cuộc sống tại địa phương, khám phá hòn đảo Đài Loan tràn đầy tình người với rất nhiều món ăn ngon và phong cảnh tuyệt đẹp. Các bạn thân mến, Chuyên mục tìm hiểu Đài Loan hôm nay giới thiệu về du lịch Đài Loan bằng xe đạp, sử dụng và biên soạn lại nội dung bài viết có tựa đề Du ngoạn Đài Loan bằng xe đạp, kinh điển, chiều sâu và thử thách đăng trên tạp chí Taiwan Panorama số phát hành vào tháng 10 năm 2024 do cựu biên tập viên Ban Việt ngữ Minh Hà biên dịch cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye!